những người đại kỵ với trứng, cố tình ăn sẽ như rước họa vào thân. Mến chào quý cô bác và các bạn đang xem kênh Sống Xanh. Cô bác và các bạn thân mến, trứng là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng cần thiết. Tuy nhiên, đối với một số người, ăn trứng gây hại cho cơ thể, đặc biệt là người đang mang những bệnh sau đây. Người đang sốt. Đối với những người bị sốt, nhất là trẻ em, ăn trứng gà sẽ làm cho nhiệt lượng cơ thể tăng lên, không tán phát ra ngoài được, giống như lửa đổ thêm dầu, bệnh sốt càng thêm trầm trọng. Vì vậy, khi bị sốt không nên ăn trứng gà, nên uống nhiều nước và pha thêm chút muối, ăn nhiều rau quả tươi, hạn chế ăn những thứ có nhiều protein. Bệnh tiểu đường. Trứng là loại thực phẩm chứa nhiều chất béo omega 3, là nguồn cung cấp vitamin, protein và nhiều dưỡng chất khác có lợi sức khỏe, nhưng chúng cũng chứa rất nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Đây là những thủ phạm có thể gây ra bệnh tiểu đường type 2. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người có bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn. Người bị bệnh gan. Trứng vịt và lòng đỏ trứng gà là thực phẩm có chứa hàm lượng mỡ và cholesterol cao. Theo phân tích, trong 100g trứng vịt có chứa 14,7g mỡ, còn chất protein chỉ có 13g, lượng cholesterol là 634mg. Hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng cao tới 1.522mg. Chúng đều tiến hành trao đổi chất trong gan, kết quả càng tăng thêm gánh nặng cho gan, không có lợi cho việc khôi phục chức năng của gan. Vì vậy, người viêm gan và gan nhiễm mỡ không nên ăn. Người bị tiêu chảy. Người bị tiêu chảy cũng cần kiêng kỵ trứng vì đây thực phẩm giàu đạm và chất béo. Người bệnh ăn vào sẽ làm cho tình trạng bệnh càng nặng thêm. Người cơ địa dị ứng. Phần lớn các protein gây dị ứng nằm trong lòng trắng, trong khi protein lòng đỏ ít gây dị ứng hơn. Do sự tương đồng giữa protein trứng gà và các loại trứng khác, người dị ứng trứng gà thường dị ứng với trứng vịt, trứng gan. Vì vậy, nếu cơ địa dị ứng với trứng, bạn nên tránh món này để không ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể. Người mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Western Canada cho thấy rằng, những người có tiền sử bệnh tim mạch nếu thường xuyên ăn nhiều hơn 3 quả trứng một tuần, có thể làm các mảng bám ở thành động mạch dày lên, thu hẹp không gian bên trong động mạch, khiến máu chảy qua khó khăn hơn, buộc trái tim phải bơm mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol cao trong trứng gà cũng không tốt cho người bị bệnh xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành vì làm thu hẹp, tắc nghẽn động mạch vành. Lưu ý khi ăn trứng. Chỉ ăn trứng đã nấu chín kỹ, trứng gà, trứng vịt hay trứng cút đi chăng nữa, thì khi chưa nấu chín kỹ như trứng trần, trứng trắng sơ qua, sẽ có hàm lượng dinh dưỡng thấp và khiến cơ thể khó tiêu hóa. Hơn nữa, trứng chưa chín kỹ sẽ khiến cơ thể dễ mắc những loại vi khuẩn gây hại tồn tại sẵn trong trứng như vi khuẩn Salmonella. Không uống sữa đậu nành khi ăn trứng. Buổi sáng, mọi người thường có thói quen ăn trứng kết hợp với uống sữa đậu nành mà không biết rằng protein trong trứng sẽ kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành, gây cản trở quá trình phân hủy và hấp thụ protein trong cơ thể. Không nên cho bột ngọt vào trứng. Nhiều bà nội trợ có thói quen cho bột ngọt vào khi đánh trứng để chuẩn bị làm món trứng chiên. Về mặt dinh dưỡng, đây là một sai lầm vì ở nhiệt độ cao, các chất natri, acid glutamic, chất clo hóa trong trứng kết hợp và tạo thành muối natri của acid glutamic. Cảm ơn quý cô bác và các bạn đã theo dõi video. Và nếu quý cô bác và các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy ấn like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết. Xin chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.